Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua Fabay cùng với ứng dụng Foodee. Mình tên là Trí Công Bình. Ở bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của ứng dụng Foodee chúng ta, là chúng ta sẽ tạo ra một project mới, một project hoàn toàn trống rỗng luôn, đúng không? Và chúng ta sẽ tạo ra cái màn hình gọi là màn hình lách riêng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ tạo ra một màn hình lách riêng như thế này. Đây, như bạn thấy đây, chúng ta sẽ tạo ra cái màn hình này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu. Thì đây á, mình đã tạo sẵn ra một cái project mới rồi. Bạn xem, đây chính là project chúng ta. Mình đặt tên đây là project Foodee 2. Thì bạn đặt tên là project là gì cũng được, tùy các bạn. Ở đây, mình đã đặt tên project là Foodee. Thì bây giờ các bạn thấy là chúng ta viết theo một hình MVC đúng không? Vậy chúng ta phải tạo ra ba folder tương ứng với lại là gì các bạn? View, Model và gì? Và Controller, đúng không? Ba cái folder tương ứng, tức là ba cái package chúng ta. Vậy là View. Rồi, chúng ta sẽ có tiếp là Model. Rồi, một cái nữa liệu các bạn. Và cuối cùng là Controller. Controller. Rồi, ok. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một hình đầu tiên như bạn hôm nay các bạn thấy đây chính là màn hình lát green, đúng không các bạn? Vậy chúng ta sẽ làm màn hình lát green này như thế nào? Ok. Và cái main activity này mình sẽ đổi lại ha. Mình rename nó lại. Các bạn vào refactor. Đây, refactor. Các bạn chọn rename. Rồi, ở đây mình sẽ đổi lại là lab green activity. Vì đây là một activity và nó sẽ được nằm trong view, đúng không? Vậy mình đặt tên là lab green activity. Được chưa? Rồi, mình sẽ bỏ nó vào trong view. Rồi các bạn chọn refactor để cho nó effect lại. Rồi, được chưa? Vậy các bạn thấy là cái lab green này nó sử dụng thằng là main activity. Một cái layout main activity. Vậy mình sẽ đổi cái tên layout main activity này lại thành là gì các bạn? Layout lab green, đúng không? Layout lát đi bạn, lát green refactor. Các bạn thấy không, mình chọn refactor thì đây đổi tên, thì đây nó sẽ đổi tên luôn, được chưa? Rồi, vậy trong cái layout này mình sẽ bỏ, nó đang có gì thì mình bỏ hết, được chưa bạn? Bỏ hết, rồi bỏ luôn này luôn. Các bạn thấy nó không cho mình bỏ đúng không? Bởi vì nó bắt chúng ta phải có một cái layout tổng ở ngoài, thì mình có thể các bạn không thể bỏ được thì bạn sẽ đổi tên nó lại. Các bạn qua phần text nè, các bạn qua, ví dụ bạn đang design đúng không, các bạn có thể qua phần text các bạn đổi lại. Rồi, mình sẽ đổi là linear layout. Thì các bạn đã học xong Android căn bản rồi, chắc chắn các bạn phải biết cái này chứ nhỉ, đúng không? Linear, vì mình đang ở chế độ talet nó không có nhắc lên. Rồi, linear layout, đó, dưới đây cũng vậy, mình sẽ để đây là linear layout. Xin lỗi bạn, mình sẽ dùng relative layout. Rồi, sử dụng relative layout chứ không phải linear. Thì tại sao sử dụng relative thì mình sẽ nói. Thực ra các bạn sử dụng linear cũng được, không là vấn đề. Nhưng mà tại sao mình đây mình thích sử dụng relative thì mình giải thích đây. Thì bạn thấy nè, cái việc relative layout á, các bạn thấy là cái chữ footing nó sẽ canh giữa, version nó canh giữa đúng không? Và phần này canh bottom. Thì bạn thấy là cái việc chúng ta sử dụng relative layout thì nó sẽ dễ hơn đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của relative layout là cho phép chúng ta kéo thả mấy thằng này tùy ý trong giao diện. Đúng vậy, tùy ý chúng ta trong giao diện. Thằng này chúng ta có thể là ví dụ chúng ta kéo một cái text view vô, đúng không bạn? Cái text view vô và chúng ta để nó trong cái giao diện và chúng ta để gọi tính canh giữa được không? Được, đúng không? Center horizon hoặc là center vertical, đúng không các bạn? Hoặc này là gì các bạn? Thằng này chúng ta sẽ để tính là gì? Canh nó với lại thằng parent, đúng không? Parent ở bottom là ok, đúng không? Center parent bottom đó. Các bạn thấy là chúng ta sẽ canh tính đó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tân tiến hơn và chúng ta chơi kéo thả ha. Đúng rồi. Vậy bây giờ mình đã có cái relative layout rồi đúng không? Vậy đầu tiên các bạn thấy là chúng ta cần có cái chữ footy này, chữ footy.vn này. Thì chữ footy.vn này nó chính là một cái tấm hình, đúng không? Mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn sẵn luôn. Đây, trong cái folder icon này. Thì cứ qua mỗi một bài mình sẽ update cái folder icon này. Được bạn, mình sẽ update lại cái folder icon này, có nghĩa là mình sẽ thêm hình á. Ví dụ như có hình nữa thì mình sẽ thêm vào. Được chưa? Rồi. Mình sẽ bỏ cái icon nó vào trong đây. Mình sẽ có một cái icon là footy tag này nè, nằm ở trong đó, được chưa? Rồi, vậy bây giờ trước tiên các bạn thấy là chúng ta có Rawable đúng không? Vậy cái hình này mình sẽ tạo ra một folder mặc định của Rawable, chính là folder MDBI. Để sau này các bạn có làm đa màn hình đó, thì các bạn cũng sẽ biết mấy này đúng không? Vậy mình sẽ tạo một cái MDBI Rawable. Mình nêu một cái, các bạn thấy lúc này nó không cho phép chúng ta nêu một cái directory resource ha. Vậy các bạn chuyển qua cái chế độ là package cho mình. Chuyển qua package rồi các bạn nhấc vào Rawable, các bạn nêu. Thì các bạn lúc này sẽ có là Android. Rồi các bạn gạch thêm là MDBI. Được chưa? MDBI. Rồi. Sau đó các bạn nắm cái tấm hình của chúng ta. Cái tấm hình của chúng ta đây nè. Các bạn copy và các bạn paste vào đây. Copy và paste vào. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta quay lại giao diện của Android.
quay lại cái bố trí thư mục của Android á, thì bạn thấy lúc này trong Rarible chúng ta sẽ có một cái gọi là footdetect.bng MDBI. Thì bạn thấy là mặc định MDBI chính là các bạn, chính là cái bộ sụt mà nó sẽ dùng mặc định đúng không? Sử dụng mặc định cho cái Android chúng ta. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ kéo cái image view vô. Image view. Đây, image view đây. Thì mình sẽ kéo vô cho nó canh giữa luôn. Các bạn thấy cái việc bạn kéo thả canh giữa bạn biết dễ lắm. Đây các bạn thấy nè. Khi mà nó có hai thanh như thế này, thanh các bạn thấy không? Khi mà nó xuất hiện hai thanh như thế này, có nghĩa là nó canh giữa. Vậy mình buông ra. Đúng không? Rồi các bạn lấy một cái icon mặc định cũng được. Nhưng ở đây chúng ta đã có được cái hình chúng ta chưa? Đây chính là hình food detect nè. Thì khi các bạn kéo vào folder Rarible á, các bạn thấy đây là gì? Chúng ta đang chọn trong folder Rarible nè. Đúng không? Vì chúng ta đang chọn trong folder Rarible cho nên các bạn thấy là một trên project chúng ta. Thì project này nó sẽ để đại diện cho folder Rarible. Lúc này nó sẽ có cái gì food detect. Ví dụ như các bạn kéo thả vô nữa thì ở đây nó có nữa, nó chỉ đơn giản thôi. Thì đây mình chọn food detect của mình. Rồi ok. Được chưa? Lúc này các bạn thấy nó quá là bự, đúng không các bạn? Thì quá là bự, chúng ta sẽ canh chiều rộng và chiều cao lại. Thì ở đây mình sẽ canh khoảng chừng là 200 dB. Và chiều cao là mình canh 100 dB. Cho nó thu nhỏ lại. Được chưa? Rồi. Nhưng lúc này các bạn thấy là nó ra giữa này quá thì mình kéo lên một chút. Kéo lên chút cho nó nhìn nó đỡ đỡ. Rồi. Được chưa? Mình kéo lên. Nhưng bây giờ các bạn thấy là vấn đề đây là cái background chúng ta. Đúng không bạn? Cái background chúng ta cần phải là cái màu đỏ, đúng không? Thì các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn chích màu. Thì đây mình đã có mã màu sẵn rồi, các bạn khỏi cần chích. Thì đây các bạn vào cái linear layout chúng ta. Các bạn qua view on property. Được chưa? Hoặc là các bạn đây nè, các bạn thấy cái mũi tên trên đây là các bạn click thì nó sẽ qua hiển thị cho chúng ta rút tất cả các property. Còn nếu như bạn nào không thích cái dạng như thế này thì các bạn có thể code trong đây luôn bằng cách là các bạn sử dụng như đây. Ví dụ như đây là chúng ta đang là Rarible layout đúng không? Thì chúng ta gọi là Android 2. Background color. Đó như vậy cũng được. Hoặc là như các bạn nào muốn tìm property như mình làm biến không gõ code thì các bạn có thể là qua đây các bạn tìm tới là background color. Đây. Background color. Thì lúc này các bạn sẽ gõ vào cái mã màu cái mã màu đỏ của footy. Thì cái mã màu mà mình chích được á nó sẽ là CD2027. Đó chính là cái mã màu này. Được chưa? Rồi, lúc này các bạn thấy chữ footy chúng ta nè. Các bạn nhớ là canh cho ngay giữa nha. Rồi. Sau đó bạn thấy là nó sẽ có một cái các bạn là version, đúng không? Cái version thì các bạn về version này chính là các bạn chính là cái tag view của chúng ta, đúng không? Vậy mình sẽ kéo cái tag view vô. Kéo cái tag view đây, tag view mình kéo vô, mình để cho nó ôm sát luôn. Thì bạn thấy là đây chính là cái lợi của thằng relative layout, đúng không? Mình kéo thả bởi vì mình bản chất là mình kéo thả nên mình sử dụng relative layout thì nó sẽ là perfect hơn, đúng không nào? Rồi thì lúc này ở dưới các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái là chế công bình chấm cool gì đó, đúng không? Thì các bạn tiếp tục click vô nó. Rồi chúng ta click thêm cái tag view nữa, lúc này chúng ta để cho button. Cho nó nằm sát dưới đất luôn, được không? Rồi nằm sát luôn. Đó, nhưng cũng phải canh giữa nha. Rồi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái lên các bạn. Các bạn thấy đây là một cái là rosette bar, đúng không? Rosette bar và một cái các bạn, một cái tag. Vậy cái rosette bar này một cái tag và nó nằm từ trái sang phải, đúng không các bạn? Nếu như chúng ta kéo thả thì chúng ta sẽ khó lòng các bạn đấy nè. Nếu như chúng ta kéo thả từ nội tính đi. Ví dụ như chúng ta sẽ kéo vào một cái là reset bar, đúng không? Chúng ta kéo vô, rồi chúng ta kéo cái tag view chúng ta kéo vô. Thì bạn thấy lúc này chúng ta sẽ có khó là mà canh giữa hai cái item này lắm, đúng không? Làm sao chúng ta có thể canh giữa được hai item như vậy được? Thì mà chúng ta không nên làm như vậy, mà chúng ta nên kéo vào một cái linear layout dạng horizontal, đúng không? Chúng ta nên kéo vào một cái linear layout dạng horizontal và sau đó chúng ta các bạn, chúng ta sẽ kéo cái reset bar và cái gì? Cái tag trong cái linear layout dạng horizontal đó, đúng không? Vậy mình nói thì sẽ làm. Click vô. Rồi một cái linear layout dạng horizontal. Đây. Kéo vô. Được chưa? Mình kéo vô. Rồi, cái nó bự vậy kệ nó, chúng ta chỉnh kích thước lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo vào tiếp gì các bạn? Kéo vào tiếp là rosette bar. Rồi, sau đó là chúng ta kéo tiếp gì? Kéo tiếp cái tag. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ kéo tiếp rosette bar và chúng ta kéo cái tag. Rồi, bây giờ chúng ta click vào cái lần linear layout này, chúng ta sẽ set lại kích thước cho nó là bây giờ bạn thấy là nó bự như vậy đúng không? Đây nó là max parent thì chúng ta set lại nó lại các bạn. Đúng rồi, grab content. Sổ xuống grab content. Sổ xuống. Được chưa? Bạn thấy nó là grab content rồi. Vậy vì nó là grab content rồi cho nên chúng ta sẽ gì? Kéo thả nó. Kéo thả nó. Rồi các bạn kéo thả nó sao cho nó canh giữa là được. Đây canh giữa rồi. Đúng không? Được chưa các bạn? Đó. Có như các bạn rồi bây giờ các bạn thấy cái thằng rosette bar thì hơi bự thì các bạn lift vào rosette bar các bạn xét kích thước là cho nó khoảng chừng là 20 thôi, 20 dB, thằng này cũng vậy 20 dB thôi,
đừng có để nó bự quá nó sẽ hơi xấu. Đó, lúc này các bạn thấy như vậy thì chúng ta sẽ kéo thả lại nữa, đúng không? À, chúng ta rê làm sao đó cho nó ra hình ngón tay ha, còn các bạn phóng bự lên tí. Còn các bạn kéo qua đây, à, lít vào lại nè. Rồi, các bạn thấy hình ngón tay đúng không? Chúng ta kéo. À, các bạn kéo bên đâu cũng được, thì mình kéo bên đây cho dễ canh. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? À, nó ra giữa không? Đây các bạn thấy hình ngón, các bạn lưu ý nè, các bạn thấy hình ngón tay như vậy cứ nó mới cho các bạn kéo nha. Còn như các bạn mà thấy hình như vậy là nó không cho kéo nha. Thì các bạn ví dụ như các bạn muốn kéo linear đúng không? Thì các bạn lít vào linear layout. À, thì sau đó các bạn làm sao đó cho nó ra hình ngón tay. Đây giống như vậy, đó. Thì này các bạn kéo thì nó mới là kéo linear layout. À, đó được chưa? Rồi mình buông ra. Được chưa các bạn? Rồi, vậy bây giờ mình thay muốn thay đổi các bạn thấy nè, Rosetta 3 nó lại là màu hồng. Mình chả nó muốn nó là màu hồng. Đúng không các bạn? Ai đâu muốn nó màu hồng, bây giờ mình muốn nó màu khác thì được không? Được, đúng không các bạn? Bằng cách là mình lít vào Rosetta 3. Mình cái màu này các bạn nó gọi là cái là indicator, đúng không? Các bạn thấy là cái thằng vòng tròn này nó gọi là indicator. Vậy cái màu của indicator chính là indicator color, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ tìm tới chữ Y. Indicator in, đây. Đây các bạn xem nè. Đó, đây cái này mới đúng nè, indicator tên, đúng không các bạn? À đây các bạn click vào này. Rồi, các bạn chọn color. À đây nó liệt kê rất là nhiều màu. Các bạn thấy không? Rất là nhiều màu, các bạn cho màu nào cũng được. Đây mình chọn màu trắng thì sẽ là background light, rồi mình ok. Đó, các bạn thấy chưa? Nó chuyển qua màu trắng liền. Tương tự như vậy cho các tag của chúng ta. À, vậy cái tag này mình cũng set cho cái màu nó. Vậy tag chúng ta sẽ tính là tag color đúng không? Chúng ta tìm tới chữ T. Đây, tag color đây. Rồi các bạn chọn mã màu trắng, color background white. Tương tự như vậy. Cho tag view kia. À, cho hai tag view này nữa, đúng không các bạn? À, rồi tương tự. Chúng ta sẽ chọn tag color. Rồi, chúng ta chọn background light. À, chúng ta khỏi khai báo luôn, khỏi khai báo tính color. Các bạn thấy dễ không? Các bạn thấy như vậy nó sẽ ngon hơn là cái việc mà chúng ta có đúng không? Nhưng mà có thì chúng ta sẽ quản lý được. Các bạn lưu ý nha, các bạn kéo thả trừ khi nào nó nằm trên một màn hình á thì bạn kéo thả nó mới ngon nha. Còn cái dạng mà nó bắt đầu syndrome á mà các bạn kéo thả như vậy là các bạn là hết quản lý luôn. Được chưa? Rồi. Như vậy là cũng khá là ok đúng không? Mình kéo lại ha, cho nó dễ nhìn. Rồi, bây giờ chúng ta có cái này có giao diện như vậy cũng khá là hoàn chỉnh rồi. Các bạn thấy đây có gì các bạn? Đây không có toolbar. Đúng không? Vậy chúng ta phải bỏ toolbar. Rồi, bỏ toolbar quá đơn giản, chúng ta vào value. À, change.html. Đúng không các bạn? Không phải. À, chúng ta phải vào là title. Đúng không? Vậy title chúng ta sử dụng đây bởi vì chúng sau này chúng ta sẽ xài là custom toolbar. Cho nên đây chúng ta sẽ xài đây là những các bạn align no action bar. À, chúng ta xài này. No action bar nghĩa là bạn có nghĩa là không có action bar. Vì không có action bar khi chúng ta lít lại nó sẽ là không có toolbar. Được chưa? Rồi, nhưng bây giờ ở trên đây chúng ta nó còn màu xanh. Đúng không? Bây giờ các bạn thấy nè, ở trên đây chúng ta rõ ràng nó màu đỏ luôn, nhưng mà ở đây nó màu xanh. Hay, màu xanh thì chúng ta định gì đây? Thì đây là một tính của các bạn, của status bar, đúng không? Status bar nó nằm ở đâu? Cũng nằm trong title. Đúng không các bạn? Và thuộc tính các bạn nhớ là gì? Thằng nằm trên đây nó gọi các bạn à color primary dash, đúng không? Color primary dash thì chúng ta đây chính lần này nè. Vậy chúng ta cần đổi màu này lại. Vậy này đang sử dụng ở màu gì đây? Color primary dash trong đâu? Trong color, đúng không? Vậy chúng ta vào color. Đây, color primary dash chúng ta đổi này lại thành những các bạn. Đúng rồi. Thành chính cái mã màu của gì? Của cái viền, cái nền của chúng ta đây nè, chính là mã màu này nè. À, mình nhớ quên mã màu rồi. Thì mình qua đây mình xem. Đây. Đó, CD 2027 đúng không? Rồi mình qua lại đây. Paste vô. À, sau đó mình tắt nó đi. Rồi, mình quay trở lại đây. Qua lại design. Các bạn thấy đi các bạn, nó đã mất cái màu xanh đi rồi. À, và nó còn cái màu đỏ. Rồi, như vậy các bạn thấy là khá là ok. Chúng ta chạy lên thử để xem cái việc cái bố trí giao diện chúng ta đã ổn thỏa hay chưa ha. Chạy lên thử. Nếu như chưa thì các bạn cứ kéo thả lên xuống làm sao cho nó ngay là được ha, không có thành vấn đề. Đây. Như này các bạn thấy nó nằm hơi nằm nhích nhích lên trên một tí đúng không các bạn? Vậy chúng ta sẽ cho thằng chữ footy này kéo xuống xuống một tí. Đó, được chưa? Và các bạn muốn cho nó canh giữa luôn cũng được, nhưng mà canh giữa thì nó lố quá rồi. Ha, mình kéo lên một tí đi. Đó, như vậy là ok. Được chưa bạn? À, rồi. Bây giờ quan trọng nè. À, như các bạn thấy á, có phải là bên Android Manifest của chúng ta. Đúng không bạn? Chúng ta sẽ có một cái gọi là version. Đây, version của cái app chúng ta. Ví dụ đây mình để version là 4.1.0, đúng không? Rồi sau này giả dụ như chúng ta có update về cái app thì có phải là các bạn đổi này là 4.1.1 hoặc 4.1.2, đúng không bạn? Vậy làm sao như lúc nãy các bạn thấy làm sao chúng ta ở đây nè, làm sao chúng ta có thể get được cái version này? À, các bạn hiểu không? Từ ở đây làm sao chúng ta có thể get được cái version. À, được chưa? Bây giờ chúng ta xử lý sao đây? Vậy để get được cái version này á, các bạn phải thông qua một cái gọi là packet info ha. Thì trong packet info nó cho phép chúng ta lấy cái version này ra.
Bởi vì sao các bạn? Package là gì? À, chính là tên gì? Tên cái app chúng ta, đúng không? Tên project chúng ta. Rồi, invoice các bạn chính là thông tin, cứ là chúng ta sẽ lấy được tất cả thông tin project chúng ta như là version, encoding, vân vân, chúng ta lấy được rất là nhiều các bạn ha. À, bởi vì chúng ta đang thao tác tới từng package cơ mà. À, rồi, bây giờ mình sẽ qua Lightning Activity. Các bạn thấy là Lightning Activity này đang kiểu bạn. Đúng rồi, nó đang sở hữu cái giao diện của thằng này, cho nên khi chúng ta chạy vào thì nó mới ra cái này, đúng không? Vậy bên đây trước tiên mình đang cần xử lý thằng version này, đúng không các bạn? Để mình đặt ID cho nó. Mình sẽ đặt là TST. Mình đặt ID cho nó ha, TST version. Được chưa? À, đặt TST version. Và ở đây mình để tên là TST phiên bản cũng được. À, phiên bản. Đó. Rồi, các bạn tạm thời cancel ha. Các bạn click vào lại. Rồi, TST phiên bản. Được chưa? Sau đó các bạn enter. À, rồi các bạn yes. Rồi các bạn chờ một tí, nó bị đứng rồi. Rồi các bạn thấy nó bị treo đúng không? Vậy mình tắt mình mở lại ha. Rồi thì do của mình bị đứng cho nên mình khởi động lại nha các bạn. À, rồi mình mở lại cái project của mình. Đây phút đi 2. This window ha, mình mở lại cái project nãy. Tại vì không biết sao thì những cái mình đổi cái ID nó bị đứng. Rồi, ok, chúng ta vào đây. Rồi, chúng ta xem lại coi nó có còn không ha. Rồi, các bạn chờ một tí. Rồi, ok, ha, nó bình thường lại rồi. Đúng không? Sau đây nó mới có trình 3 nhỉ. Đúng các bạn, đây thì nó có cái khoảng cách trên đây là gì? Cái app chúng ta như bị rác rồi thì phải. Default activity không tìm thấy. Radar bị lỗi rồi ha. Mình lúc nãy nó bị bất áp á, cho nên nó bị lỗi radar các bạn. Cho nên mình sẽ resync lại radar. À, xin lại. Rồi, version 4.1.0 không hỗ trợ. Rồi, ok. Mình sẽ đổi lại. Chưa? Rồi mình để lại. Rồi, à xin lỗi nãy, xin lỗi bạn, chúng ta chạy lên lỗi đúng không? Chúng ta 6.4, xin lỗi bạn, cái này đây là version của XML ha, mình nhầm. À, chúng ta phải khai báo version đây nè. À, Android 2. Version code nè. Ví dụ đây là chúng ta là 4.1.0, đúng không? Các bạn đây các bạn muốn đặt gì cũng được. À, và bạn thấy là cái này là kiểu integer. À, các bạn lưu ý ra, cái version code này chính là kiểu integer. Được chưa? À, cái này là version code chứ không phải là array ha, version code. Đây. Được chưa? Rồi các bạn bỏ vào đây là ví dụ như để đây là 4.1.0, đúng không? Nếu bạn qua đây em để là 4. Được chưa? Bởi vì các bạn thấy là mình để 4.1.0 không được, các bạn biết tại sao không? Vì này nó yêu cầu chúng ta là kiểu integer ha, chứ vì chúng để đây là version code là 4 đúng không? Rồi sau đó làm để là Android. Mình cho thêm cái version name nữa, version name. À, ví dụ như đây là à, đây là kiểu chuyên đúng không các bạn, đây là 4.1.0 đó, được chưa, đó được không các bạn. À, thì sau này khi bạn chỉ cần thay đổi này thôi là được rồi. À, rồi bây giờ chúng ta làm sao chúng ta lấy được cái version name này nè. Bây giờ chúng ta đang cái version name chúng ta đang cần lấy này, chúng ta không cần version code ha. À, rồi bây giờ làm sao chúng ta lấy được cái version name? Đơn giản thôi, chúng ta sẽ thông qua một cái gọi là package manager, package info đây. À, chúng ta sẽ có một cái gọi là package info bằng, chính là bằng chúng ta sẽ lấy package manager chúng ta. À đây, get package manager chấm như các bạn. À chấm get package info đúng không? Lúc này nó nhận vào cái package name. Thì cái package name chúng ta chính là các bạn. À com.mticool.chicken.foodie nè, đúng không? Thì đây mình chỉ cần gọi đơn giản thôi, mình gọi get package name thì nó sẽ lấy cái get package name này cho mình. Rồi thông số thứ hai là các bạn để là không. À rồi sau đó các bạn ép kiểu về. Được chưa? Như vậy là các bạn đã xong cái phần mà khai báo by info rồi. À, vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đó và chúng ta gắn vào test view đúng không? Vậy lúc nãy chúng ta đổi cái gì các bạn? À đặt tên cho thằng này thì nó bị debug đúng không? Nhưng mình đặt tên lại ha. Thì này sẽ là TST phiên bản đúng không? TST phiên bản. Enter. Nó hỏi là update bạn sẽ update XML và no. Đúng không các bạn? No, mình không update tại mình đặt tên thôi. Lúc nãy mình update cho nên nó bị treo. À, rồi. Thằng này là tại sao này lại dăng qua đây rồi? À, vì chúng ta sẽ kéo nó vô lại ha.
nó là thằng stack 2 này. Được chưa? Nó là stack 2, chúng ta phóng bự lên tí. Rồi. Chúng ta sẽ kéo nó qua ha. À. Các bạn thấy là phải để ra hình bàn tay mới được đúng không? Ra bàn tay chúng ta mới kéo được. Rồi thì bạn để kéo nó vô đúng không? Thì bạn click ra ngoài rao tổng đi ha. Rồi các bạn thấy nè, thấy bàn tay của nó nè. Đó các bạn thấy vậy là ra bàn tay là dễ hơn đúng không? Tại vì nếu các bạn click vào nó thì nó sẽ chọn, nó chọn thằng này đúng không? Ví dụ như các bạn click vào nó chọn á thì các bạn thấy là nó chỉ có là thay đổi cơ dạng kích thước thôi ha, nó khó lòng mà hiển thị ra cái kéo thả cho bạn lắm. Bạn các bạn click này đi ha, để cho nó ra ngoài rồi này các bạn kéo thả nó vô. Đó, được chưa? Rồi chúng ta kéo vô lại rồi. À thì đây sẽ là TT phiên bản, ủa lúc nãy chúng ta đặt rồi mà, TT phiên bản enter update using well cancel cancel này không update đúng không, TT phiên bản enter rồi z luôn. À đó rồi, nãy biết sao mình z cái nó bị đứng ha. Rồi đây là TT các bạn, tên công ty đúng không, tên công ty đó, tên công ty enter. À, đồng xu gen đi. Rồi ở đây sẽ là các bạn, đây là loading đúng không, đang tải đúng không, tt tải. À rồi enter được chưa. Rồi bây giờ chúng ta đã có id ba này rồi, vậy đầu tiên chúng ta sẽ xử lý cái thằng version version name và version code này trước đúng không các bạn. Vậy mình vào đây mình đã lấy được basic info rồi, nhưng mà trước tiên mình khai báo ba kia cái đã. À, stack view tt để cho các bạn, ví dụ như đây là phiên bản đúng không, lúc nãy chúng ta đặt tên là phiên bản rồi, phải tt tên công ty đúng không, tên công ty. Rồi đây sẽ là tt cái gì các bạn nhỉ, phiên bản tên công ty rồi là tải đúng không. À mình đặt tên cho giống để chúng ta biết được ba thằng này là ba nào bên giao diện. À cho nên đừng, các bạn nên đừng đặt lung tung được chưa. Rồi tt phiên bản bằng file view by id r.id chấm tt. À, để tên phiên bản thấy không? Các bạn thấy là các bạn đặt tên giống thì các bạn tìm á, à, các bạn file view á thì các bạn sẽ biết được nó là nào liền đúng không các bạn. À, tt tên công ty bạn file view by id r.id chấm tên công ty. Rồi ủa nhưng mà thằng này chúng ta cũng không, các bạn lấy nha, thằng nào chúng ta xử lý chúng ta mới lấy ha, thằng tên công ty thì chúng ta không xử lý nè, chúng ta không cần lấy ra. Vậy là thằng tải chúng ta không xử lý, chúng ta không cần lấy ra, chúng ta chỉ cần lấy ra thằng là tt phiên bản thôi ha. Rồi sau đó đây chúng ta get được bucket info đúng không, chúng ta sẽ gọi tt phiên bản chấm set test bằng bucket info chúng ta chấm get version name. À, chấm version name đây, chấm version name save lại thì các bạn. À, chấm version name save lại rồi chúng ta chạy lên xem chúng ta có lấy được cái version name hay không. Rồi các bạn xem nó chạy lên ha, đây version name là 1.0. Version name chúng ta đang là 1.0 à. Rồi chúng ta kiểm tra version name chúng ta rõ ràng đây là 4.1, vậy cái này các bạn nó đang lấy cái này nè đúng không, nó đang lấy này mà nãy nó đang lấy đó, vậy làm sao chúng ta lấy version name này đây. Rồi các bạn thấy là chúng ta đã set rồi nhưng đây chúng ta lại get không có được đúng không các bạn, nó ra sao nó ra là 1.0 các bạn nhỉ đúng không. Rõ ràng trong Android Manifest chúng ta đã set là version name và version code đó là 4 và 4 cho 4.1.0 cơ mà. Rồi nguyên nhân tại sao không được, tại sao chúng ta gán đây lại không được các bạn hiểu không, tại vì á nó yêu cầu chúng ta hai thằng này nè, bây giờ á, nó không còn gán trong Android Manifest nữa mà các bạn cần phải gán trong Modern App. À gán trong Modern App và các bạn gán trong config này đây, các bạn thấy không, default config đây chính là version code và version name chúng ta nè. À các bạn hiểu chưa, bởi vì sau này là nó không có khai báo mấy thằng này trong Android Manifest nữa mà nó do thằng Radle quản lý được các bạn, cho nên ở đây các bạn khai báo đây là fail nên các bạn phải bỏ. Vậy tại sao lại kêu bạn khai báo đây các bạn, tại mình muốn cho các bạn biết nguyên nhân có nhiều bạn là gì, có nhiều bạn xài ha, xài khai báo đây và sau đó là get đúng các bạn lại không được, nhưng có nhiều bạn là gì xài lại get được. Bởi vì sao, bởi vì nếu như các bạn chạy trên Elip mà hồi đó đó nha, cái này là chạy trên Elip hồi đó nha các bạn, tại vì hồi đó là nó không có Radle để nó quản lý ha. Các bạn chạy trên Elip á thì các bạn khai báo như vậy là ok đúng ha, đây là code của Elip. Nhưng bây giờ chúng ta đang trên Android Studio, chúng ta được quản lý bởi Radle, nhưng mà sau này Elip đã quản lý bằng Radle rồi, cho nên các bạn là cái này cũng không có đâu ha. Mặc dù các bạn gọi diễn ra đấy nhưng mà nó không có được chưa. Rồi chúng ta xóa đi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi này nào, ví dụ như version code mình để là version 1, version name là 4 chấm bao nhiêu đó đó 4.0.1, sau đó mình xin lại
sau đó mình change lại, được chưa? Sau đó mình rebuild để xem mình có lấy được cái version name này không, và nó có phải là này không. Đó các bạn thấy chưa, 4.0.1 đúng không các bạn, 4.0.1. Vậy bây giờ mình cần phải để chữ là phiên bản vô đây đúng không. Vậy mình bây giờ mình sẽ không gắn cứng như cái bài Lazada nữa ha, có nhiều bạn kêu mình là nên làm hoàn chỉnh luôn đi ha, là gắn các bước gì đó. Ok, vậy mình sẽ gắn trong file chin.html được chưa. Vậy mình sẽ khai báo một cái, đây là mình khai báo một cái chin, mình đặt tên là phiên bản. À, phiên bản rồi, đây mình sẽ để chữ là phiên bản, phiên bản được chưa bạn. Rồi sau đó mình tắt thằng chin này đi được không, không sau này mình còn xài nữa nên mình không tắt ha. À, vậy lấy thằng nào còn xài nữa chúng ta không tắt, ví dụ như nào không xài chúng ta sẽ tắt. À, rồi thằng app rồi chắc chắn chúng ta không xài rồi. Bây giờ các bạn thấy là chúng ta cộng tới đây á, xét tới đây là chúng ta được tên, tên phiên bản đúng không. Vậy chúng ta sẽ gì đây, à chúng bây giờ chúng ta muốn gì đây, chúng ta muốn hiện chữ phiên bản trong cái gì, trong cái chin của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm như thế nào đúng không. Nếu như mà bên giao diện á, thì chúng ta chỉ cần gọi ai cộng chin thì chúng ta chi xuất được. Vậy bây giờ chúng ta bên Java Code chúng ta làm như thế nào các bạn. Đúng rồi, chúng ta sẽ là get chin. À, bạn nào nhớ nhớ bài là get chin nha, get chin nó không có nhắc lệnh mà mình quên, mình sẽ chuyển lại thành thành tiếng Anh ha, nó mới get, nó mới nhắc lệnh cho mình. Rồi get chin được chưa các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ truyền vào gì các bạn, đây các bạn thấy nè, a cộng chin result đúng không, chính là thằng này. Vậy chúng ta sẽ gọi r chấm gì các bạn, chấm chin result của chúng ta đây đúng không, thì nó sẽ truy cập gì, nó truy cập tới thằng chin này đúng không. Sau đó chúng ta chấm, à đúng rồi, phiên bản cộng, mình sẽ cho hai này cách ra một tí ha. Rồi cộng save lại, sau đó mình chạy lên. À, sau đó mình chạy lên. Được chưa? Các bạn thấy không? Phiên bản 4.1.0. Rồi, vậy bây giờ nhiệm vụ với lại thằng text view vàng này chúng ta chỉ cần đơn giản là làm gì? À, chúng ta gắn cứng cho nó là được, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta gắn bằng chin. À, chúng ta không gắn cứng. Vậy đây chúng ta có một cái nữa là chin name bằng name là gì các bạn? Tải dữ liệu. À, ví dụ như đây là đang tải. Đó. Rồi, đây sẽ là đang tải ha. Rồi, đây sẽ là đang tải chấm chấm chấm. Được chưa? Đó dưới là tên tên công ty đúng không? À, đây mình sẽ là chuyện ném. Đúng không bạn? Bằng tên công ty. À, tên công ty. Rồi mình sẽ là chế công bệnh chấm IT, IT cool. Được chưa? À, chế công bệnh IT cool. Đó, mình sẽ là như vậy. Rồi bây giờ chỉ cần đơn giản là mình gắn bên đây thôi, click vô này. À, click vô này gắn test cho nó, đây test đây. Đúng không? Click vào đây. Rồi, đây là của mình là đang tải đúng không? Click vô, ok. Đó, đang tải. Rồi tiếp tục này là tên công ty. Đúng không các bạn? Click vô. À, đó là gì? Đây, ok. Được chưa? Nhưng lúc này nó hơi bị lệch một tí, chúng ta sẽ kéo thả nó, click ra ngoài vô danh tổng. À, rồi kéo thả nó cho nó canh giữa. Được chưa các bạn? Rồi, chạy lại. À, chạy lại. Rồi các bạn thấy chúng ta được này đúng không. À, tại sao text view nó không ra đang tải nhờ, đây text view nè đúng không. Ủa tại sao nó vẫn còn cái text mà rõ ràng nãy chúng ta để đang tải rồi mà, đúng không. Ờ, chúng ta gán đâu vậy, text lộn trên đây nha các bạn. Text này không có đâu, trên đây nè, đây đang tải nè, đó được chưa. Rồi, như vậy là cũng khá ok. Bây giờ các bạn thấy là cái tag này nãy nó nằm hơi xích xuống tí không? Ta kéo cho sát lên. À, rồi chạy lại. Rồi, thì bạn thấy lúc này chúng ta sẽ được cái giao diện hoàn chỉnh như thế này. Được chưa các bạn? Rồi. Thì bây giờ các bạn đơn giản thôi, giống như kia vậy, các bạn tạo ra một cái break đúng không? Sau đó các bạn để bao nhiêu giây đó các bạn chuyển trang. Nhưng mà thì các bạn nên làm như vậy ha, làm một cái break. Ví dụ như các bạn muốn cho như vậy nè, đang tải đó giờ chuyển trang, hoặc là các bạn muốn cho gì, các bạn sử dụng intent service á, các bạn tải sẵn dữ liệu ha, sau đó các bạn đẩy qua bên kia cũng được, tùy các bạn muốn làm như thế nào cũng được. Được chưa nào? Rồi, thì như vậy bài hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách làm bay lát green của Foodie. À, các bạn thấy cũng khá là đơn giản đúng không nào? Rồi, thì qua bài sau chúng ta sẽ tiến hành các phần còn lại ha. Ví dụ như là đăng nhập, đăng ký trang chủ, bla 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 gì đó, ha, phân tích cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì đó là công việc bài sau. À, bài sau và sau mình sẽ giảng cái gì đó là một bí mật. Được chưa nào? Rồi, xin chào lại các bạn.